Ngọc Trinh kể lại giây phút giả chết khi gặp trộm nhưng lại bị cư dân mạng cả khịa giả chân. Sự việc Ngọc Trinh báo bị mất cắp bộ sưu tập đồng hồ hơn 10 tỷ đồng đang xôn xao. Cho tới chiều ngày 30 tháng 3, Vũ Khắc Tiệp chính thức công khai đoạn clip ghi lại sự việc vào đêm theo trình báo của Ngọc Trinh là bị trộm. Được biết, hiện tại vụ việc đang được phía cơ quan chức năng giải quyết. Tinh thần và tình trạng của nữ hoàng nội y ngay lúc này khiến người hâm mộ chú ý. Trước đó, sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vừa tiếp nhận trình báo của Trịnh Ngọc Trinh, còn biết đến là người mẫu Ngọc Trinh, về việc bị mất trộm bộ sưu tập đồng hồ trị giá lên đến gần 13 tỷ đồng. Vụ việc sau đó đã được chuyển lên PC02 để điều tra thẩm quyền. Sau khi vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, cộng đồng mạng ngay lập tức có bình luận trái chiều. Có người cho rằng đây lại là chiêu trò để hâm nóng lại tên tuổi của Ngọc Trinh khi nghi ngờ để trộm đi ra đi vào quá dễ dàng. Nhưng cũng có nhiều ý kiến động viên Ngọc Trinh khi cô vừa trải qua cú sốc lớn. Thậm chí cư dân mạng còn tìm cách lật lại vụ bán hàng giả giá cắt cổ mà Ngọc Trinh thực hiện trước đó để chế giễu nữ hoàng nội y. Do trị giá tài sản bị mất trộm có giá trị lớn nên Công an thành phố Thủ Đức chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh, điều tra. Một người thân cận cho biết Ngọc Trinh đang rất hoảng loạn, lo sợ sau vụ mất trộm bạc tỷ. Đồng thời, người này cũng hé lộ lý do người đẹp gốc Trà Vinh không hô to ngay thời điểm phát hiện tên trộm như trong đoạn CCTV ghi lại. Nhưng có vẻ mất 10 tỷ đối với Ngọc Trinh chưa là vấn đề gì quá lớn bởi vì người đẹp vẫn vui vẻ chia sẻ sự việc lên trang cá nhân. Hiện tại, Ngọc Trinh đang tích cực phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành điều tra và tìm phương án khắc phục độ an toàn của biệt thự. Ngọc Trinh tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, 31 tuổi. Được biết, Ngọc Trinh sống trong căn biệt thự rộng lớn tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Ngọc Trinh nổi tiếng là người mẫu ảnh, diễn viên và được nhiều người đặt cho biệt danh là nữ hoàng nội y. Ngọc Trinh là một yêu nữ hàng hiệu đích thực. Ngoài thú vung tiền shopping quần áo, giày dép thì đồng hồ cũng là một trong những phụ kiện mà nữ hoàng nội y mê mẩn. Người đẹp Trà Vinh nhạy bén trong kinh doanh và luôn là cái tên hot trong giới giải trí, được nhiều nhãn hàng và truyền thông quan tâm. Hiện nay ngoài kinh doanh mỹ phẩm, cô còn đầu tư vào các dự án bất động sản. Đánh dấu cột mốc tuổi 30, Ngọc Trinh chính thức dành tặng cho mình một căn biệt thự siêu sang có giá lên tới 50 tỷ đồng, có diện tích 800m², xây 4 tầng theo phong cách hiện đại, nằm trong khu nhà giàu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Trinh dành nhiều thời gian để tu sửa, lựa chọn nội thất từ nước ngoài, không gian sống chất chứa la liệt hàng hiệu.